8 loại cá ngậm thủy ngân nhiều nhất mà bạn nên biết khi lựa chọn thực phẩm cho gia đình. Chào mừng quý vị quay lại với kênh Sức Khỏe Gia Đình. Lời đầu tiên cho tôi xin được chúc quý vị có một sức khỏe và luôn vui vẻ trong cuộc sống. Sau đây chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về cá ngậm thủy ngân. Vậy thủy ngân ở đây là gì? Thủy ngân là kim loại nặng cực kỳ độc hại khi tiêu thụ vào cơ thể. Khi chúng ta ăn phải những loại cá ngậm thủy ngân, chúng chẳng những không bổ dưỡng mà còn gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe của chính bạn và những người thân yêu trong gia đình mình. Như quý vị đã biết thì cá có rất nhiều loại, từ cá biển, cá sông hay cá nước lợ. Mỗi loài cá đều có giá trị dinh dưỡng nhất định khác nhau và có lợi cho sức khỏe con người khi tiêu thụ đúng cách. Đối với cá, người Việt Nam chúng ta có thể chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau và trở thành nguồn cung cấp protein cần thiết cho thực đơn hàng ngày. Từ lâu, các loại cá giàu dinh dưỡng này đã trở thành món ăn quan trọng, cần thiết trong khẩu phần ăn hàng ngày của hầu hết mọi người. Lượng protein có trong cá là loại dưỡng chất giúp duy trì và phát triển hoạt động của cơ bắp. Hơn thế nữa, cá còn là nguồn cung cấp axit béo omega 3 và nhiều loại vitamin khác, trong đó có vitamin D. Các axit béo omega 3 rất tốt cho sự hoạt động của tim, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, thừa cân béo phì và bệnh tiểu đường. Vitamin D có trong cá có tác dụng giúp nâng cao sức khỏe và tăng cường hệ miễn dịch. Cá ngậm thủy ngân độc hại như thế nào? Tuy nhiên, trong một số loại cá có chứa hàm lượng thủy ngân rất cao, gây lo ngại cho người sức khỏe người tiêu dùng. Thủy ngân thuộc nhóm kim loại nặng được tìm thấy trong tự nhiên như môi trường không khí, trong nước và trong đất. Kim loại này sẽ được thải ra ngoài môi trường bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như đốt than, hiện tượng phun trào núi lửa. Từ đó, thủy ngân có thể rơi từ không khí và tích tụ rất nhiều trong các dòng suối, đại dương và trở thành metin lớp trong nước. Ngày nay, khi việc ô nhiễm môi trường luôn trong trạng thái đáng báo động, lượng thủy ngân trong nước đặc biệt tăng cao, kéo theo cá loại cá sinh sống cũng bị ảnh hưởng. Theo đó, con người có nguy cơ tiếp xúc với thủy ngân theo nhiều cách, không chỉ hít phải hơi thủy ngân thông qua quá trình khai thác hay làm việc ở môi trường công nghiệp mà còn thông qua các loại cá trong thực đơn hàng ngày. Rất nhiều trường hợp bị phơi nhiễm thủy ngân do ăn các loại cá ngậm thủy ngân, có hàm lượng thủy ngân cao vượt ngưỡng cho phép. Theo thời gian, thủy ngân sẽ gây ra độc tính rất cao và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, làm gia tăng các bệnh lý về não và gan, gia tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, tự kỷ, trầm cảm. 8 loại cá ngậm thủy ngân nhiều nhất. Cá rất giàu dinh dưỡng, tuy nhiên bạn cần cân nhắc khi tiêu thụ 8 loại cá ngậm thủy ngân dưới đây nhé. Cá hồi nuôi. Cá hồi tự nhiên rất tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, ngày nay việc nuôi cá hồi đang trở nên rất phổ biến. Cá hồi được cho ăn cá loại thức ăn công nghiệp nhằm cho ra những chú cá hồi to, mập mạp, nhiều calo và chất béo bão hòa, tuy nhiên lại ít khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Lượng omega 3 và omega 6 trong cá hồi nuôi cũng thấp hơn. Nghiêm trọng hơn, các trang trại nuôi cá hồi thường không đảm bảo vệ sinh và có nguy cơ bị nhiễm chất độc như PCB và dioxin. Cá rô phi. Mặc dù cá rô phi là loại cá gần gũi với người dân Việt Nam, thịt cá ngọt và dễ chế biến, tuy nhiên đây lại là loại cá có khá nhiều axit béo có hại tương tự như mỡ heo. Do đó, ăn nhiều cá rô phi có thể khiến tăng cholesterol trong máu, và cá rô phi nằm trong danh sách 8 loại cá ngậm thủy ngân nhiều nhất mà bạn đọc nên cân nhắc chọn lựa. Cá trê. Cá trê là loại cá mà Việt Nam có cơ hội xuất khẩu, nâng cao giá trị kinh tế. Tuy nhiên, khi kiểm nghiệm chất tím tinh thể và chất xanh malachite tại Hoa Kỳ thì kết quả đều không như mong đợi. Đáng buồn hơn, Hoa Kỳ liệt kê cá trê vào danh sách những loại cá không đảm bảo chất lượng và thuộc 8 loại cá ngậm thủy ngân nhiều nhất mà bạn nên biết. Cá thu. Cá thu là loại cá có chứa nhiều omega 3, rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, nó lại là loại cá có ngậm thủy ngân mà bạn đọc nên tìm hiểu trước khi tiêu thụ. Cá thu ở khu vực Đại Tây Dương được xem là an toàn mà bạn đọc có thể chọn lựa. Cá ngừ. Các bác sĩ dinh dưỡng cho rằng, cá ngừ có chứa nhiều thủy ngân, đặc biệt là các loại cá ngừ vây xanh và cá ngừ vây đen. Để không ảnh hưởng đến sức khỏe, đối với người lớn chỉ nên ăn 100g cá ngừ mỗi tháng bạn nhé. Cá da trơn. Bạn có biết, các loại cá da trơn đã có kích thước lớn được nuôi và cho ăn sử dụng hormone để làm tăng trọng lượng với mục đích thu lợi nhuận cao.
Những chú cá này được đánh giá không sạch và có nguy cơ ngậm thủy ngân độc hại mà bạn đọc nên cân nhắc chọn lựa. Cá chình. Cá chình là loại cá vừa dễ nhiễm thủy ngân lại được đánh giá không sạch do chúng hấp thụ những rác thải công nghiệp và nông nghiệp thông qua nguồn nước. Cá tuyết Chile. Mặc dù cá tuyết Chile là loại cá rất giàu omega 3, nhưng bạn cũng cần hạn chế ăn loại cá này vì nó có hàm lượng thủy ngân rất cao, vượt quá mức cho phép tới 86% mà nên cân nhắc chọn lựa. Những loại cá tuyết có sọc đen vẫn an toàn nhưng chỉ được ăn một lần trong một tuần và không ăn thêm loại hải sản nào khác. Trên đây là những thông tin về 8 loại cá ngậm thủy ngân nhiều nhất mà bạn nên biết. Để quý vị có thể lựa chọn các loại cá phục vụ bữa ăn cho gia đình, quý vị cần cân nhắc chọn lựa nguồn thực phẩm sạch, những nơi bán uy tín không chứa thủy ngân độc hại bạn nhé.